Em cũng hy vọng là nâng mũi xong thì tương lai sắp tới nó sẽ có nhiều điều tích cực, may mắn hơn. Chào mọi người, em là Ngọc Trầm. Hiện tại em đang là sale bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là ngày thứ 14 em làm dịch vụ nâng mũi, sụn sườn và cắt mí mắt. Trước đây thì mắt em là mí lót, mí cũng nhỏ, rồi mũi thì cũng thấp sống và to bè, cho nên là em quyết định chọn ở đây để nâng mũi và làm mí. Lần nâng mũi này thì thật sự là em cũng chú trọng ở cái khoản là phong thủy. Em cũng hy vọng là nâng mũi xong thì tương lai sắp tới nó sẽ có nhiều điều tích cực, may mắn hơn. Trước đây là có bạn em đã từng nâng mũi ở Bắc Phương rồi, thì cũng có giới thiệu một lần, thì lúc đó em cũng chưa có ý định làm mũi, thì lúc đó chỉ nghe sơ qua vậy thôi. Xong rồi sau thì dì em, tức là ở Mỹ về, thì có ý định là nâng mũi rồi cắt mí mắt và lấy mỡ mí mắt, mí trên á, cho nên là rủ em làm. Vì em hiện tại là đàm ở đây cũng được 20 ngày rồi, em thấy cũng đang rất là đẹp rồi. Trước khi làm phẫu thuật thì em cũng có được gặp bác Phương để bác tư vấn. Bác thì bác thoải mái hòa đồng lắm, cho nên là em cũng cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Thậm chí là ở trong phòng mổ trước đó là cũng đã có gặp bác luôn. Bác cũng giao tiếp giao lưu thoải mái lắm, giống như là làm cho mình cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Em chọn dịch vụ làm sụn sườn, ra là nó cũng không đau như mình nghĩ. Rồi bây giờ thì em cũng đã vận động được thoải mái hơn nhiều rồi. Em quay lại công việc từ khi em làm được 10 ngày. Tất cả mọi người đều khen cái dáng mũi của em làm đẹp. Mẹ em là thấy em thay đổi rõ rệt. Mẹ em khen là mũi cũng cao đẹp lắm. Rồi mí mắt nữa. Tại vì trước đây là mí em rất nhỏ luôn. Rồi hàng xóm em cũng khen luôn. Rồi ai cũng hỏi là địa chỉ làm ở đâu. Rồi đồng nghiệp em khi mà đi làm á, là hỏi dịch vụ nâng mí như thế này, như thế nào, rồi có đau hay không. Nói chung là mọi người cũng quan tâm rất là nhiều. Do là do dì em, người nhà em nè, rồi có bạn thân của em, rồi bây giờ kể cả em nữa. Cho nên là kết quả hiện tại rất là ưng ý. Em rất là thoải mái khi mà chia sẻ về cái địa chỉ ở đây. Em giới thiệu mọi người rất nhiều luôn rồi đó. Giờ mới có 14 ngày thôi mà em cũng đã rất tự tin. Em cảm giác là mọi người xung quanh rất là hòa đồng, vui vẻ với em, tích cực với em mọi thứ lắm. Cho nên là em rất là hài lòng. Thì em hy vọng là sắp tới là em còn sẽ đẹp hơn nữa. Tại vì hiện tại ra đường là em cũng đã rất tự tin với cái diện mạo hiện tại rồi. Đó, bạn bè ai cũng khen hết. Sống em bây giờ rất là màu hồng. Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của em. Em cảm ơn mọi người. Chào.